Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Sự Khởi Đầu. Hôm nay là buổi thứ ba. Quý vị biết đấy, ban đầu khi Đức Chúa Trời dựng nên thế giới, thì tất cả đều tốt lành. Ngài đã dựng nên sự sáng, và sau khi Ngài đã dựng nên sự sáng rồi, Ngài xem và nói rằng, điều đó thật tốt lành. Và sau khi Ngài dựng nên sự sáng, thì Ngài dựng nên nước, nước tụ lại một nơi, và rồi đất xuất hiện. Ngài nhìn xem khắp nơi, Ngài phán rằng, điều đó thật tốt lành rồi ngài dựng nên hoa cỏ cây cối các loài thực vật và ngài phán thật tốt lành và sau đó ngài dựng nên mặt trời để soi sáng ban ngày và mặt trăng để soi sáng ban đêm ngài nhìn xem những gì ngài đã dựng nên và ngài nói rằng điều đó thật tốt lành rồi chúa dựng nên cá voi các loài cá chim trời ngài nhìn xem khắp nơi và ngài nói rằng điều đó thật tốt lành sau đó chúa dựng nên động vật gia súc và nói rằng điều đó thật tốt lành sau khi ngài đã dựng nên mọi thứ đức chúa trời nhìn khắp xung quanh và nói rằng điều đó thật rất tốt lành điều đó thật rất tốt lành cách mà đức chúa trời đã tạo dựng nên thế giới này ban đầu thật rất tốt lành tiến hóa thì dạy chúng ta một điều gì đó khác lạ hơn như chúng ta đã nói trong bài hôm trước tiến hóa dạy chúng ta rằng 20 tỷ năm về trước đã xảy ra một vụ nổ và tạo nên mọi thứ mà chúng ta có hôm nay. Quý vị và tôi là kết quả từ một vụ nổ Big Bang, theo như thuyết tiến hóa. Tôi, một người theo chủ nghĩa sáng tạo, không tin rằng một vụ nổ Big Bang đã tạo nên mọi thứ. Nếu tôi tin có vụ nổ Big Bang, thì điều Chúa sẽ nói là, đúng không? Cho nên, đó là một vụ nổ Big Bang ngớ ngẩn mà tôi sẽ tin ư Kinh Thánh dạy chúng ta rõ ràng thế giới đã bắt đầu hình thành từ 6.000 năm trước. Rồi 4.400 năm trước, một trận đại hồng thủy đã hủy diệt cả thế giới. Rồi 2.000 năm trước, ai đã sống trên thế giới này? Thật sự rất nhiều người, nhưng Chúa Giêsu cũng là một trong số đó. Và rồi hôm nay chúng ta có mặt tại đây. Chúng ta đang trông chờ Chúa trở lại. Vậy thì thời điểm ban đầu trước khi trận lục hủy diệt thế giới này trông như thế nào? Trạng thái ban đầu ra sao trước khi cơn lục hủy diệt toàn bộ công trình sáng tạo hoàn hảo của Chúa? Đó chính là điều mà chúng ta sẽ cùng thảo luận trong buổi học hôm nay. Bởi vì ban đầu, mọi sự đều rất tốt lành, thật sự rất là tốt lành. Như vậy, hôm nay chúng ta sẽ cố gắng trả lời một vài câu hỏi. Thế giới ban đầu trước trận lục trông ra sao? Quý vị biết rằng, Kinh Thánh chép, con người sống trên 900 năm trước khi xảy ra cơn đại hồng thủy. Có phải là họ thật sự sống tới tuổi đó không? Chúng ta cũng sẽ nói về vấn đề đó hôm nay. Tuổi trung bình của con người trước khi có cơn đại hồng thủy là 912 tuổi. Thật ấn tượng, họ sống rất thọ. Còn chừng vài triệu năm trước thì sao? Chúng ta đã xem trong bài trước rằng chẳng phải là có hàng triệu năm trước đâu. Vậy thì quý vị giải thích về mấy con khủng long ra sao? Khủng long tồn tại khi nào? Nếu chúng không sống từ hàng triệu năm trước, và thế giới chỉ mới 6.000 năm tuổi thôi, thì chúng sống khi nào? Chúng ta sẽ nói về điều này trong bài học hôm nay và bài tới. Khi mà xảy ra cân lục trên địa cầu này, thì nước chảy đi đâu? Nước bắt nguồn từ đâu để tạo nên cân lục như vậy? Có thật rằng, có những người khổng lồ cao trên 3 mét đã tồn tại, và họ đã sống trên đất này? Quý vị xin hãy kiên nhẫn, bởi vì chúng ta sẽ nói về tất cả những điều đó. Chúng ta sẽ thảo luận nhanh thôi. Phía đôi nhì đoạn 3 câu 3 chép rằng, Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay dèm chê. Quý vị phải hiểu điều này trong lời Chúa vào ngày sau rốt, bởi vì chúng đã có nhiều kẻ dèm chê, đang chế diễu, nhà bán lời của Ngài. Đó chính là điều mà Thánh Kinh nói, chứ không phải tôi nói. Nhưng Kinh Thánh đã nói về những kẻ dèm chê rằng, kẻ dèm chê dùng lời diễu cợt ở theo tình dục riêng của mình. Lý do mà họ chế diễu Kinh Thánh không phải là vì khoa học, nhưng là bởi vì cớ tội lỗi đó là lý do thật sự mà người ta chế giễu và khước từ lời của Chúa. Đây là những gì mà Kinh Thánh nói về những kẻ dèm chê. Trong câu 4, họ nói rằng, chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sang thế. Vậy nên, những kẻ dèm chê cố nói rằng, cách mà muôn vật đang diễn ra hiện tại chính là cách mà chúng luôn diễn ra từ bấy lâu nay. Thật sự điều đó sai rồi. Đó là chủ nghĩa duy vật đồng dạng. Một số điều trong chủ nghĩa đó vẫn còn được dạy ngày nay. Chúng ta xem tiếp câu 5. Chúng nó có ý quên lửng. Cụm từ có ý quên lửng, nếu quý vị tra xem nghĩa gốc Hy Lạp, thì nó có nghĩa là cố tình câm lặng. Họ cố tình quên đi một số thứ. Quý vị biết tôi đang nói về điều gì phải không? Quý vị theo kịp chứ? Hiểu gì chứ? Cố tình quên lửng. Được rồi. Họ cố ý quên lửng một số thứ. Trước nhất, buổi xưa, bởi lời để Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Điều này có khả thi không? Làm sao mà quý vị có thể có trái đất ra từ nước và ở giữa nước trong cùng một thời điểm? Chút nữa chúng ta sẽ nói về điều đó. Điểm thứ nhì mà những kẻ dèm chê cố tình quên lửng chính là cơn lục đã hủy diệt thế giới. Làm thế nào mà cơn lục đã hủy diệt toàn bộ thế giới? Xem trong câu 6, thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đóng bởi nước. Điều đó rõ ràng đang đề cập đến, rõ ràng là đề cập đến cơn lục. Và họ cũng cố ý quên lưỡng luôn sự phán xét của Chúa khi Ngài trở lại. Như vậy, những kẻ dèm chê, phớt lờ ba thứ khác nhau. Sự sáng tạo, bởi vì nếu thật sự có sự sáng tạo, thì cũng có nghĩa là có đấng tạo hóa. Tiếp theo là họ cố ý quên lưỡng cơn lục, bởi vì nếu thật sự có cân đại hồng thủy thì cũng có nghĩa là đấng tạo hóa có quyền đoán phạt tạo vật của Ngài. Và Ngài làm như vậy, đó chính là thế giới của Ngài. Ngài có thể phá vỡ nó nếu Ngài muốn. Và họ cũng cố ý quên lưỡng sự trở lại phán xét của Chúa. Bởi vì họ muốn sống cuộc đời theo cách mà họ muốn. Họ không muốn nghĩ về việc bị đoán phạt cách mà họ cư xử. Điều quan trọng là Kinh Thánh nói rằng Ngài phán xét đang đến gần rồi đấy. Hãy sẵn sàng cho Ngài phán xét. Ngày đó thật sự sẽ xảy đến. Trong sáng thế ký đoạn 1, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Câu 5, Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Câu 6, Đức Chúa Trời lại phán rằng phải có một khoảng không ở giữa nước nặng phân rẽ nước cách với nước. Chúng ta dừng lại ở đây. Khoảng không này là gì? Chúng ta cùng đọc tiếp bởi vì Kinh Thánh đôi lúc cũng tự giải thích, thường là như vậy. Phải có một khoảng không ở giữa nước, đàn phân rẽ nước cách với nước. Quý vị sẽ nói, Eric, tôi biết cái khoảng không đó là gì. Nó là đất. Đất phân rẽ nước với nước. Không, đó không phải là khoảng không. Có cố gắng. Hãy xem ở trong sách thế ký đoạn 1 câu 20. Đức Chúa Trời lại phán rằng, nước phải sanh ra các vật sống cho nhiều các loài chim đó là con chim chứ không phải trái bóng chày hay bóng rổ nhé phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời chim thì không bay trên đất chúng bay trên không như vậy khoảng không được xem là từng trời thứ nhất nó là một bầu khí quyển mà mấy con chim có thể thở được quý vị cũng nếm được bầu khí quyển đó mỗi khi quý vị thở ở việc khoảng không là một bầu khí quyển là tầng trời thứ nhất. Nhân tiện thì không phải có một tầng trời đâu. Đức Chúa Trời đã phán rằng phải có ánh sáng trong khoảng không của từng trời để biệt riêng ban ngày với ban đêm. Tầng trời thứ nhì chính là không gian bên ngoài với mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Và như quý vị đã biết cũng có một tầng trời thứ ba. Quý vị có nhớ câu chuyện về sứ đồ Phaolô khi ông bị ném đá tưởng chừng như đã chết? ở Tà Thành Lister không? Ông nói rằng ông đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, có nhiều hơn một tầng trời đấy, có tất cả ba cái bầu khí quyển của chúng ta, không gian bên ngoài và nơi mà Đức Chúa Trời ngự trị có ba tầng trời. Kinh thánh nói rằng các tầng trời tức là số nhiều đã truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Câu thứ bảy, Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không tức là bầu khí quyển, cách với nước ở trên khoảng không, thì có như vậy. Khoan đã, có một điều ở đây. Nước ở trên khoảng không? Có thật là như vậy không? Có thật đó là thực trạng ngày xưa của trái đất không? Tôi nghĩ là vậy. David và Solomon đã nói trong thi thiên 148 câu 4, Hỡi trời của các từng trời, hỡi nước trên các từng trời, hãy ngời khen ngài. Đó là điều mà tôi nghĩ như vậy. Phía rơi đoạn 3 câu 5, thì nói về cách mà đất sanh ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Bởi vì tôi tin là thế giới vào thời kỳ trước cơn đại hồng thủy là rất tốt lành. Đã có một vòng nước bao quanh bầu khí quyển trái đất. Bây giờ tôi phải cho quý vị biết điều này. Không phải là tất cả những người theo chủ nghĩa sáng tạo đều tin vào giả thuyết này. Nhưng tôi thì tin giả thuyết này. Tôi phải tin rằng có rất nhiều chứng cớ hỗ trợ cho giả thuyết này. Và Kinh Thánh, tôi tin rằng Kinh Thánh hỗ trợ cho điều này tôi tin rằng thế giới trước cơn đại hồng thủy đã có một vòng nước bao quanh bầu khí quyển trái đất bầu khí quyển trái đất ngày nay có 6 lớp tầng bình lưu tầng giữa của khí quyển thượng tầng khí quyển phần bên ngoài khí quyển tầng đối lưu tầng ozone trái đất đã từng có một tầng thứ bảy tầng thủy quyển lớp nước này nằm trong một số lớp nước để đem lại sự sống trên trái đất nếu quý vị có một lớp nước bao quanh bầu khí quyển trái đất thì nó sẽ nén bầu khí quyển lại thành một khu vực nhỏ hơn gọi là áp suất không khí. Ngay bây giờ, quý vị đang ở dưới áp suất không khí là 14,7 bao trên một in vuông. Vậy thì ai biết trước cơn nước lục lớp khí quyển này như thế nào? Khi đó, có một lớp nước bao quanh khí quyển. Rất có thể là đã có nhiều áp suất không khí. Như vậy thì thế giới ác hẳn rất khác biệt vào thời điểm trước cơn nước lục khi mà có lớp nước xung quanh nó. Tiện thể, không chỉ có một lớp nước xung quanh khí quyển Tôi cũng tin là có một lớp nước bên dưới vỏ trái đất. Kinh Thánh nói về điều này. Ngài trương đất ra trên các nước. Thi Thiên 136 câu 6. Thật thú vị. Một chỗ khác trong Thi Thiên 24 câu 1 chép. Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Tôi tin rằng thế giới thời trước trận lục có một hệ thống tưới nước bên dưới đất Kinh Thánh nói về điều đó trong vườn E-Đen. Sông có hơi nước dưới đất bay lên, tưới khắp cùng mặt đất. Tôi tin rằng thế giới trước lúc có cân lục đã có sẵn một hệ thống tưới nước. Nước đã có bên dưới vỏ trái đất. Nhân tiện thì bây giờ cũng vẫn còn nước bên dưới đất ở rất nhiều nơi. Như vậy thì sự sáng tạo ban đầu rất là khác biệt so với những gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Sự sáng tạo ban đầu thật rất là tốt. Thật rất là tốt lành. Có hỏi sẽ là, Eric, toàn bộ điều gì đã xảy ra với số nước đó? Nước ở bên trên và nước ở bên dưới, nó bây giờ đâu rồi? Chúng không còn ở cùng một nơi. Nước đã đến từ đâu? Kinh Thánh cho chúng ta biết về điều đó trong sách ký đoạn 7, câu 11 đến câu 12. Tránh ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập trên trời mở xuống. Mưa sa trên mặt đất tròn 40 ngày và 40 đêm. Câu này đang nói về thời điểm mà cơn lục xảy ra để hủy diệt cả thế giới. Tôi tin rằng chính nước ở phía bên trên trời đổ xuống và tạo nên trận lục trong 40 ngày và 40 đêm. Nước ở trên tầng khí quyển đổ xuống như mưa và nước ở bên dưới vỏ trái đất phun lên. Trái đất bị nứt gãy bởi vì sức nặng của nước. Đó là lý do mà vì sao chúng ta vẫn còn thấy các vết nứt đó ngày hôm nay. Quý vị biết là các đường nứt gãy này có ở khắp nơi trên thế giới tôi đã từng đến xem một vài vùng nước gãy trong số đó tôi đã đến quan sát và thấy chúng trống rỗng các đường nước gãy này chạy dọc khắp trái đất tôi không thể tưởng tượng được rằng nếu như nước trong những vết nước gãy đó bỗng dưng lại nổ tung ra giống như kinh thánh đã chép vào thời cân lục thật thú vị có một giả thiết mới về thứ đã làm cho mấy con khủng long chết hết một số người nói rằng có thể lý do khủng long chết chính là thiếu oxy làm thế nào mà thiếu oxy là giết chết khủng long? Có khả năng đấy. Đây chính là những gì họ nói. Họ nói rằng một con khủng long, Apatosaurus, có cái lỗ mũi có cùng kích thước với lỗ mũi của một con ngựa thời nay. Không phải là như con ngựa, nhưng mà là giống kích cỡ lỗ mũi của con ngựa. Đừng bận tâm. Dù sao đi nữa, con vật cao 24 mét này cố gắng nín thở khi mà cái lỗ mũi của nó cùng kích cỡ với lỗ mũi của một con ngựa hiện đại. nó sẽ thở như thế nào? thật khó để một con ngựa này thở hoặc là ngáy. con khủng long này không thể hít thở trong môi trường ngày nay được. nhưng nếu khi ngày xưa có cái vòng nước thì sao? và nếu cái vòng nước đó tạo nên áp suất không khí nhiều hơn trên chúng ta để mỗi khi chúng ta thở thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và hấp thu thêm nhiều oxy vào cơ thể. Như vậy thì con vật đó đã có thể thở để sống, không có vấn đề gì cả. Một miếng hổ phách là một miếng nhựa cây hóa thạch. Người ta đôi lúc phát hiện ra những bọt khí bị nén bên trong miếng hổ phách. Khi họ kiểm tra bọt khí, họ nhận ra rằng các bọt khí này chứa hơn 50% oxy so với bọt khí quyển của ngày nay. Rất thú vị. Bọt khí quyển ngày nay chỉ có 20,9% đến 35% khí oxy. Nếu quý vị nhận ra điều này, cùng với những điều kiện đó, nếu quý vị có áp suất không khí gấp đôi và nhiều oxy hơn. Xin hãy lưu ý điều này. Trong các điều kiện đó, không những huyết sắc tố của quý vị hấp thụ khí oxy, nhưng huyết tương của quý vị cũng bão hòa khí oxy nữa. Hình như không ai hiểu gì cả. Điều đó có nghĩa là quý vị có thể chạy hàng trăm dặm mà chẳng bao giờ cảm thấy mệt adam và eva chẳng cần một chiếc xe hơi để chạy đến gặp bà ngoại thật ra họ không có bà ngoại hay mẹ chồng hay mẹ vợ đó là lý do mà họ gọi đó là thiên đàng nhưng dẫu sao tôi cũng chỉ đùa thôi tôi đùa thôi vợ tôi có một mẹ chồng rất tuyệt bà ấy rất là tuyệt Tôi sẽ cho quý vị biết. Bài ấy rất là tốt. Nhưng dưới những điều kiện này thì cuộc sống sẽ rất là khác biệt hơn so với thế giới ngày nay. Thế giới ban đầu thật tốt đẹp. Hãy để tôi nói với quý vị rằng thế giới ban đầu thật rất tốt đẹp. Bây giờ mặt trời chiếu những tia X xuống trái đất cả ngày. Và quý vị ở dưới những tia X này, tia X nhỏ bé này chiếu xuyên qua những tòa nhà chúng ta đang ở trong đó, chiếu thẳng vào cơ thể, chiếu thẳng lên đất mỗi ngày và cuộc sống của quý vị nhận tia x từ mặt trời hàng ngày. Quý vị phải biết tia x là gì chứ? Có bao giờ quý vị đến bệnh viện để chụp x quang chưa? Họ cho quý vị vào một căn phòng nhỏ, họ bảo quý vị cởi đồ ra và mặc lấy một cái áo chuyên dụng. Cái áo này không dính liền với nhau ở phần sau. Hơi lúng túng phải không? Rồi quý vị đi ra, cầm quần áo và cái áo đó. Họ bảo, chúng tôi muốn anh đi hết cái hành lang này, khoảng chừng 12 dặm. Khi anh đi xuống đó, anh sẽ thấy cái phòng chụp x-quang. Tôi biết quý vị cuối cùng sẽ đi đến cái hành lang đó. Quý vị đi và đến phòng chụp X quang, bác sĩ sẽ nói: mình Rất vui vì anh đã đến đây, mời vào. Và cuối cùng, quý vị nằm trên một cái bàn lạnh ngắt, cái bàn lạnh ngắt. Ý tôi là quý vị bắt đầu làm theo những chỉ dẫn mà mình không quan tâm. Ông ta sẽ đặt một cái máy khá hài hước trên quý vị, bảo quý vị hít thở. Rồi ông ta biến đâu mất tiêu. Quý vị thắc mắc: Bác sĩ, có chuyện gì vậy? Ông đang làm gì vậy? Bác sĩ nói, tôi sẽ chụp X quang lên anh. Nhưng tại sao ông lại chạy đi chỗ khác? Bác sĩ trả lời, tại vì cái máy này nguy hiểm. Thế thì tại sao tôi nằm đây? Bác sĩ nói, không đâu, đừng lo, sẽ không nguy hiểm nếu anh chỉ bị chiếu tia X quang. Nhưng nếu phơi mình lâu dưới tia X quang thì mới nguy hiểm. Đó là lý do vì sao ông ta chạy đi và đứng sau bức tường chì hay xi măng hoặc nước. Vì nó sẽ ngăn các tia X độc hại đó. Cho nên Họ đặt một cái máy lên trên quý vị. Họ chụp tia X. Tia X này đi xuyên qua cơ thể, xuyên qua bàn, và tấm phim nằm bên dưới bàn. Và thật sự, nó sẽ chụp lại những gì bên trong cơ thể quý vị bằng một hình ảnh đảo ngược. Nhân tiện, như bác sĩ X Quang, để có một cái nhìn tiêu cực về đời sống. Tôi không biết quý vị đã gặp những trường hợp đó chưa. Riêng tôi thì gặp rồi. Bây giờ thì da quý vị sẽ phải chiến đấu lại các tia X. Và sau vài năm chống trọ lại tia X, thì sẽ xuất hiện các đốm trên da cuối cùng thì da sẽ bắt đầu mất khả năng chống chọi da sẽ bắt đầu mất khả năng chống lại tx cuối cùng thì da của quý vị sẽ bắt đầu nhăn và lão hóa sớm đó là điều xảy ra quý vị sẽ nói rằng eric tôi không muốn già và nhăn nheo như vậy vậy thì phải chết sớm thôi vậy đó vấn đề đã được giải quyết đúng không được rồi, điều thú vị ở đây chính là mặt trời đang chiếu những tia x lên chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu có một lớp nước bao bọc xung quanh bọc khí quyển trái đất và sàng lọc những tia x độc hại từ mặt trời? Tôi thắc mắc là cuộc sống lúc đó sẽ như thế nào? Quý vị biết đấy, rất thú vị. Kinh Thánh cho chúng ta biết con người đã sống được bao nhiêu lâu. Tuổi thọ trung bình trước khi có cân lục, thật sự là 912 tuổi. Theo như Kinh Thánh cho biết, một số người sẽ nói, Eric, anh không hiểu gì cả. Vào thời điểm đó, một năm không hẳn thật sự là một năm. Một tháng cũng là một năm chứ. Để có được một năm, anh phải chia nó thành 12 tháng. Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng quý vị có biết rằng Thế Nóc đã 65 tuổi khi ông sanh Methuselah chứ? Như vậy thì 65 chia cho 12, thì đó có nghĩa là họ được khoảng 5 tuổi rưỡi khi trở thành một người cha. Tôi biết họ không tính từng tháng trong năm đâu. Họ thật sự đã sống hơn 900 tuổi. Không những họ sống thọ, họ cũng có thân hình rất là to lớn. Đây là bức tượng của Robert Wadlow, một người đàn ông cao nhất trong thế kỷ trước. Robert Wadlow, cao 2 m 74. Đây là bức hình anh ta chụp với người cha và người anh của ông ấy. Cậu bé to lớn, đây là một người khổng lồ sống ở bang Illinois. Robert là một cậu bé to lớn, nhưng anh ta không phải là người to lớn nhất đã từng sống. Người ta tìm thấy một bộ xương tại mỏ than ở Ý. Bộ xương này của một người đàn ông cao 3m3. Vậy thì, nếu ông ta tham gia trong đội bóng đổ của quý vị thì sao? Rất tuyệt. Anh bạn, ném trái bóng. Quăng nó vào đổ đi. Tuyệt lắm. Chạy xuống đây nào. Quay trở lại đây sẽ rất là vui. Họ đã phát hiện ra những bộ xương thật đáng kinh ngạc. Tôi sẽ cho quý vị biết vì sao tôi tính điều này vào trước cơn lục. Một số xương cao 2m95 đã được tìm thấy trong một gò đá chôn ở bang Indiana. Một bộ xương cao 3m được tìm thấy ở bang Nevada. Họ tìm thấy 8 người khổng lồ. Các bộ xương của những người này cao từ 2m4 đến 2m7. Họ nói rằng, qua việc làm lộn xộn của những người đào xới này, và việc không quan tâm đến việc thiết lập bảo tàng khảo cổ thì các khám phá này bây giờ đã bị phân tán và thất lạc làm sao quý vị mất một bộ xương cao hai m bảy được ông ta đã biến mất rồi đó là lý do vì sao quý vị sẽ không quan tâm đến nó nữa điều đó không tạo nên sự thú vị nào sao quý vị sẽ không tin vào tiến hóa. Theo như thuyết tiến hóa, chúng ta tiến hóa từ linh trưởng. Chúng ta tiến hóa từ linh trưởng và được cho rằng đã trở nên lớn hơn, khỏe hơn, mạnh mẽ hơn và thông minh hơn. Điều này có vẻ đi ngược lại với thế giới quan tiến hóa, thứ tôn giáo của tiến hóa. Tôi sẽ làm sáng tỏ một vài điểm đó. Họ tìm thấy một bộ xương người cao khoảng 3m6 ở bang California. Một bộ xương khác cũng 3m6 được tìm thấy ở bang Arizona. Đây là một hộp sọ người được phát hiện với kích cỡ hầu như gấp hai lần hộp sọ của tôi và quý vị. Nó rất lớn. Thật không tin được. Còn các ngón tay này thì sao? Quý vị có ba đốt xương trong ngón cái. Phải chắc chắn là ba đốt xương nhé. Quý vị có đủ ba đốt không? Lẽ ra nên có một đốt ở giữa nữa. Người ta phát hiện một đốt xương giữa ở ngón cái của một người đàn ông có độ dài gần 9cm. Tôi phải nói rằng, phải nhìn nhận rằng đây là người có ngón tay cái thật to. Người này cũng sẽ có một cánh tay rất to và rất có thể chính ông ta cũng rất to lớn. Ông ấy là một người khổng lồ. Quý vị sẽ không tin tôi. Nhưng tại Ai Cập, người ta phát hiện ra một cái xương đùi có độ dài 1 mét 2 Đó là xương nối trên hông xuống đùi. Nó dài 1 mét 2 Cái xương đùi đó, nó dài 1 mét 2 Thật ấn tượng. Người có cái xương đùi như vậy, ác hẳn là phải rất to lớn. Người ta đoán rằng anh ta cao ít nhất là 4m5 đến 4m8. Vậy thi, nếu quý vị có gặp một trong mấy người anh em của ông ấy, hãy gọi là Ngài, hoặc gọi là gì mà ông ta muốn cũng được. Nhưng xin đừng nhầm lẫn, bởi vì chúng ta không nên nhầm lẫn đâu. Người ta tìm thấy một bộ xương hàm của một người đàn ông có kích thước 16cm Chúng ta có thể gắn vừa cái xương đó vào hàm không? Rất to lớn. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vào thời xa xưa đã có những người khổng lồ trên đất. Quý vị biết tôi tin gì không? Có những người khổng lồ trên đất nhiều hơn bây giờ đấy. Rất chính xác. Không những người ta sống thọ và phát triển to lớn hơn, những động vật cũng đã sống rất lâu và phát triển to lớn trước khi có cơn lục. Và có nhiều bằng chứng hỗ trợ cho điều này. Họ tìm thấy một con tê giác hóa thạch cao 5m4 đó là một con tê giác to con. Đó là một con tê giác to con. Với các điều kiện sống như vậy trước cơn lục, cùng với cái vòm nước bao quanh bầu khí quyển, đem lại nhiều áp suất không khí hơn, giúp cho động vật phát triển như vậy, thì các loài côn trùng cũng có thể có kích thước lớn hơn. Bởi vì côn trùng chỉ có thể phát triển lớn dựa vào áp suất không khí. Bởi vì chúng hô hấp qua da, nên đó là cách mà côn trùng sống trước khi có cơn nước lục. Hãy xem mẫu hóa thạch này. Đó là một con chuồng chuồng hóa thạch. Ai thèm quan tâm nếu chúng ta thấy chúng ngày hôm nay. Những con chuồng chuồng này có sải cánh dài 1m2. Như vậy thì, nếu nó đập cánh với tốc độ 112 km một giờ thì sao? Nếu vậy thì, ngay cả con bọ cùng con chuồng chuồng, đó sẽ là một vấn đề đấy. Quý vị cũng có mấy con gián. Người ta phát hiện ra mấy con gián hóa thạch dài 45 cm. Thưa các cô, nếu các cô thấy con dán bự như vậy trong nhà bếp mình thì sao nhỉ? Sẽ rất là tệ lắm. Người ta cũng phát hiện ra con rết hóa thạch dài đến 2m6. Mấy con rết khổng lồ đã bị hóa thạch rồi. Mấy con trâu chấu hóa thạch dài 60cm. Người ta đã tìm thấy cái bồn bồn hóa thạch cao 18,3 m Một con lừa hóa thạch được tìm thấy ở Texas cao 2,75 m tính đến vai của nó. Sừng của một con trâu tính từ đỉnh này đến đỉnh kia của nó có chiều dài là 3,6 m Thật là một con trâu bự. Hải ly hóa thạch được phát hiện với chiều cao 2,4 m Một con hải ly rất bự đây là một cái hàm của một con hải ly dài từ 2m1 đến 2m4. Một con hải ly rất bự. Đó là bởi vì có nhiều cây to. Vì vậy, cần mấy con hải ly có hàm to để đốn mấy cái cây đó. Tôi tin là cá có kích thước to lớn trước khi có cơn lục. Chúng ác hẳn là rất to. Người ta nói rằng chúng ta có thể tính được một con cá mập to lớn cỡ nào nếu tính dựa vào cái răng của nó. Nếu quý vị tìm thấy hàm cá mập dài 2 mét rưỡi, thì có nghĩa là con cá mập dài 3 mét 6 đến 4 mét 5. Trong trường hợp đó, tôi tự hỏi rằng con cá đó lớn như thế nào? Còn con cá này thì sao? Nó thật to. Người ta nói rằng con cá mập này ắt hẳn dài đến 24 mét. Thật là một con cá mập khổng lồ. Nó có thể ăn cả cái hàm và thậm chí còn không biết nữa. Cái hàm đã dài 3 mét 7 rồi. Như vậy thì con này hẳn dài đến 24 mét. Tôi phải nói với quý vị rằng, thế giới trước cơn nước lụt thật kỳ diệu. Khi mà Đức Chúa Trời dựng nên thế giới này, thì mọi thứ đều thật, thật rất là tốt lành. Người ta tìm thấy những con rùa hóa thạch, cao 4 mét rưỡi, dài hơn. Nhưng đó là những con rùa lớn nhất từng được phát hiện. Chim hóa thạch từng được phát hiện thì cao 3m9. Nếu quý vị có con chim đó trong buổi ăn lễ tạ ơn thì sao? Quý vị muốn có vài con không? Loài bò sát có một đặc điểm rất thú vị. Quý vị biết là bò sát không bao giờ ngừng phát triển. Chúng phát triển suốt cả vòng đời. Khi con người đạt đến một độ tuổi nhất định thì sẽ dừng phát triển, ít nhất là về mặt chiều cao. Một số khác thì vẫn phát triển về chiều ngang. Nhưng chúng ta đều ngừng phát triển. Còn bò sát thì không bao giờ ngừng lớn lên. Tôi tự hỏi, mấy con bò sát sẽ trông như thế nào nếu đặt chúng vào vườn e đen? Để chúng sống đến 800 hay 900 năm, nếu chúng không ngừng lớn. Tôi cá rằng quý vị sẽ có một con thằng làng rất khổng lồ. Quý vị biết đấy, chữ khủng long có nghĩa là thằng làng khủng khiếp. Quý vị nghĩ rằng đó là nghĩa của từ khủng long, có nghĩa là thằng lằn khủng khiếp. Thật là thú vị. Khủng long xuất hiện từ đâu? Có thể nào những con khủng long chỉ là những con thằng lằn bự sống trong vườn Eden với Adam và Eva? Hãy kiểm tra bọ sát này. Quý vị có thể mua nó tại cửa hàng thú nuôi. Nó là một con thằng lằn có ba sừng trên đầu. Nó sẽ trông như thế nào khi nó được 800 tuổi, nặng vài tấn, nó là một con khủng long ba sừng, thật chính xác. Người ta nói rằng, điều đó thật buồn cười, rằng con người và khủng long chưa bao giờ sống chung với nhau cả. Hãy tìm kiếm những bộ xương được chôn cất gần nhau, chúng ta sẽ có một kết luận. Trước khi có cân lục, thì thế giới là một nơi hoàn toàn khác biệt. Khi mà Đức Chúa Trời dựng nên thế giới này, thì mọi thứ rất tốt lành. Và lúc ban đầu, thì mọi thứ đều rất tốt lành. Một số người nhìn xem thế giới chúng ta ngày nay, và họ nhìn vào tạo vật bị phá hỏng, một sự sáng tạo bị điêu tàn, họ sẽ hỏi, làm sao Chúa có thể dựng nên điều này được? Chúa sẽ trả lời, ta đã không dựng nên thế giới như vậy, ta đã không tạo nên sự chết và đau khổ, ta không làm điều đó. Người có nhớ điều gì đã đem sự chết và đau khổ vào trong thế gian không? Chính là tội lỗi bởi một người mà có sự chết, bởi Adam mà mọi người đều chết. Tội lỗi là thứ gây nên điều đó. Darwin quyền đã gặp vấn đề trong điều này. Ông ta đã viết rằng, tôi thật hoang mang tôi không có ý định viết một cách vô thần như vậy nhưng dường như là đã có rất nhiều sự đau khổ trên thế giới này rồi đã đã nhìn vào thế giới ngày hôm nay nhìn vào những gì đang diễn ra ngày hôm nay và nói rằng tôi không thể tin được là chúa đã làm như vậy và chúa trả lời ta đã không làm như vậy ta dựng nên thế giới này khi ta dựng nên nó vào lúc ban đầu thì mọi thứ đều rất tốt lành mọi thứ đều rất tốt lành. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi nói chuyện hôm nay trước khi bước qua buổi thứ tư. Nhưng hãy nhớ rằng, ban đầu, mọi sự đều rất tốt lành. Xin cảm ơn. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.